Thưa quý vị, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã tổ chức cuộc họp để thảo luận cho ý kiến đối với kết quả chỉ đạo xử lý một số vụ án vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi chỉ đạo. Kết quả chỉ đạo giám sát làm rõ sai phạm trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong việc xây dựng ban hành chính sách pháp luật liên quan đến lĩnh vực ngân hàng, tài chính, tài sản công, định giá, tự chủ tài chính, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì hội nghị. Từ sau phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo tháng 1 năm 2023 đến nay, các cơ quan chức năng đã có nhiều nỗ lực cố gắng thực hiện nghiêm kết luận của Tổng Bí thư, trưởng Ban Chỉ đạo. Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực nói chung, công tác điều tra xử lý các vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực nói riêng tiếp tục được đẩy mạnh, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả hơn cả ở trung ương và địa phương. Các cơ quan chức năng đã chủ động phát hiện, quyết liệt đấu tranh, mở rộng điều tra, khởi tố mới nhiều bị can trong các vụ án tham nhũng tiêu cực lớn, đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân, như vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các đơn vị tổ chức có liên quan đã mở rộng điều tra, khởi tố thêm 2 vụ án, khởi tố mới 72 bị can. Vụ án xảy ra trong lĩnh vực đăng kiểm đến nay đã khởi tố 114 vụ án, 808 bị can tại 49 địa phương, đã kết luận điều tra, đề nghị truy tố các vụ án xảy ra tại công ty Việt Á, tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, Sài Gòn Co-op. Kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý việc xem xét xử lý chậm chạp, trì trệ cần tìm rõ nguyên nhân và có biện pháp khắc phục. Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực cần phải làm triệt để, hiệu quả chứ không phải làm ví dụ, làm để cho có, cần thiết phải gia hạn thời gian thực hiện cho đến khi có kết quả. Tổng Bí thư đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng trung ương tăng cường kiểm tra, kịp thời chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan chức năng địa phương tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong điều tra, xử lý các vụ án vụ việc tham nhũng kinh tế tiêu cực, nhất là các vụ án vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo. Ban Nội chính Trung ương theo dõi đôn đốc tỉnh ủy, thành ủy và Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh chỉ đạo xử lý.